Vâng, trận thi đấu thứ ba giữa Game TV Team và Black Sound bắt đầu. Tỷ số đang là 2-0 dành cho các cầu thủ phía Game TV Team. AC Valencian, Egypt và Hitty là quân của cầu thủ phía Game TV Team. Tứ tuyển trong một trận đấu thực sự là khủng khiếp. Và chúng ta cùng chờ xem Valencian ngoài cánh thì không có lý do gì mà không đánh chém cả. Nhưng mà vấn đề là tôi cần nói phải nhỏ thôi. Không vâng, Egypt, AC, Hitty. Nói chung là tất cả đều lên cùng thì cũng chẳng ai bảo sao cả. Một mình Valencian chém lại được rồi. Vâng, tôi nhìn loáng thoáng phía bên kia cũng toàn quân tuyển. Và chúng ta cùng chờ xem các cái thủ phía Black sau là những người cầm những quân gì. Tham lại 9/12. Kata, Maxe, Seang và Johnson. Vâng, ba chém cùi, một chém tuyển. Maxe thì có một chút giá trị lợi dụng. Còn Kata và Johnson thì thực sự là khó để có thể chống lại những cung tuyển như là Egypt, AC và Hitty. Một kẹo khó dành cho các cầu thủ bên phía Black House. Tỷ số đang là 2-0. Và nếu như các anh để thua trận đấu này thì các anh sẽ là những người là những cái tên tiếp theo được một phần thưởng của ban tổ chức, đó là một tràng pháo tay. Một voi. Vâng, vẫn còn một cơ hội nữa dành cho các game thủ không thể giành được chiến thắng trong kèo đấu loại trực tiếp này. Đó là ở vòng 1/12 thì chúng ta sẽ chọn ra 8 game thủ, vâng, 8 đội. Tức là sẽ có 6 đội chắc chắn vào được vòng trong và 2 đội sẽ là 2 đội nhì xuất sắc nhất. Tức là có chỉ số thắng thua so với đội nhất, nó là xít sao. Tức là nói chung là cứ đội nào, đội nhì nào mà được cái tỷ số 3, thua tỷ số 3-2 sẽ có khả năng cao vào được vòng tiếp theo. Và nếu như trong trường hợp mà có quá nhiều đội 3-2 thì có lẽ là chúng ta sẽ tiến hành bốc thăm. À vâng, cố vấn Fio đang ngồi cạnh tôi cố vấn thêm một cái trường hợp nữa là tất cả có một trường hợp 3-2 và còn lại toàn là 3-1 thì chúng ta vẫn phải bốc thăm. Hoặc là trường hợp là không có tỷ số nào 3-2 thì chúng ta cũng phải bốc thăm. Còn một trường hợp nữa, nếu như các đội thua mà không ai thắng được một trận nào thì cả 6 đội đều sẽ phải bốc thăm. Nói chung là rất nhiều trường hợp có thể xảy ra. Vâng, đúng là vâng, đúng là chỉ có Fio mới có thể nghĩ ra được những cái kèo đấu nó